Chắc hẳn trong chúng ta, dù là nam hay nữ, thì các bạn đều thích mặc quần jean đúng không ạ? Nhưng có một điều băn khoăn là quần jean mới mà khi về giặt thì sẽ bị ra màu. Đôi khi cái màu nhuộm trên quần jean sẽ bị phai rất nhiều nếu như bạn giặt bột giặt quá mạnh. Sau khi tham khảo nhiều bài viết trên mạng và về cách bảo quản quần jean và cách làm cho chiếc quần thân yêu của mình ít ra màu hơn khi giặt, thì mình chọn trải nghiệm cách là bỏ quần jean vào ngăn đông tủ lạnh qua đêm, sau đó đem đi giặt để xem như thế nào. Nghe thì rất là lạ đúng không ạ? Vậy thì bây giờ các bạn hãy cùng mình trải nghiệm thử xem sao nha. Thank you.